lôi nhau đó. Đó. Bắt đầu đến giờ phở. Một đen một trắng quay với nhau thì có con đen nhìn nó cũng rõ được con đen. Con màu trắng là nó làm nó nổi. Màu trắng nó nổi nó cũng nhìn thấy màu đen luôn. Được nè. Rồi. Con nọ nó treo kia đây, hai con được đây. Trông rất là da gì rất là ngầu chứ. Nó sạch, nó sạch, nó không bị sơ lông. Chính là cái đặc tính của cái giống chó là nó giữ sạch cho nên là không trèo lên, không con bất dạy như bọn này. Không con nào chịu để cho con khác đè lên người mình. Tức là cái bọn Bắc Hà nó thế thì nó sạch. Đấy. Cho tướng ra nhìn thấy sông lông có bị sơ, có bị tối nông đâu, như cái này là mất dạy. Thì nó nghịch nước xong và nó cứ coi còn nọ nó nô rực mà nó dẫm lên đâm ra lông không ít khi mà được. Nhìn hai cái giống chó này là dễ nhìn. Thứ nhất này là hai cái giống chó này, một giống chó khi mà nó trưởng thành nó 20 mấy cân. Con Bắc Hà này, con Bắc Hà đực thì theo cái tiêu chuẩn của nó là nó trưởng thành là nó từ 20 đến 28 cân. Con Bắc Hà cái thì nó trưởng thành nó từ 18 cho đến 26 cân. Đó thì nó so với này, cái giống rốt này, giống rốt là con cái nó trưởng thành nó khoảng 42 cân, con đực nó trưởng thành nó khoảng tầm 50 cân. Thì nhìn cái bộ chân của chúng nó nhìn khác nhau, chân con rốt nó to hơn hẳn nha. Đó, nhìn cái giống chó này, nhìn từ bé này con Bác Hà là chân là lông nó xù nhá, nhưng mà nhìn cái chân của nó vẫn còn đang bé hơn chân của con rốt, vẫn bé hơn chân của con rốt đâu. Giống rốt là giống chó nó to hơn. Đây có bạn chơi rồi, bắt đầu có bạn nô rồi đây. Đó, Bác Hà lúc nãy là nó cứ ngồi lì một chỗ, nó không có chơi bời gì cả, nhưng bây giờ nó có bạn nô thì nó cũng nô đấy. Bác Hà này thì nó đỡ nghịch hơn là bọn cọc nó nghịch hơn bọn Bác Hà. Đó, cắt trước nhau. Khi mà cái con Bác Hà này nó vào cái tuổi thanh niên choi choai khoảng tầm 7-8 tháng là lúc đấy nó cũng nô nghịch á. Nó cũng chủ động nó nô nghịch nhá. Có mấy con rốt ra cái là Bác Hà xù nô luôn. Lúc nãy là nó không có bạn chơi. Không con nào đột phá. Phải có đối. Đấy, phải có một con nó đột phá. Đây, ai mà thích nhà vui vẻ thì nuôi hai con, một Bác Hà một rốt cho nó chơi với nhau. Hoặc là một Bác Hà một mông cọc cũng được. Nhưng mà mông cọc thì nó cũng ham vận động lắm. Nhưng mà nếu mà nói ham vận động thì nó vẫn còn kém một rốt này. Một rốt nó vẫn ham vận động hơn. Nô thì nô thế này thôi, nhưng mà nếu mà hai con mà con nào mà làm cho nhau đau nó có thể bụp nhau đấy với cho con này. À. Có hai cái đàn này nó sàn sàn tầm cân nhau thì cho nó chơi với nhau được. Chứ nếu mà một đàn bé một đàn to thì cũng không cho chơi được. Nhẽ ra là cho mấy con cọc chơi cùng, nếu như mấy con cọc nó còn bé quá. Cọc già nó đè cho. Đè lên cái nằm yên. Mà né, những con bé thì nó lại né. Nó chênh lệch nhau nó khôn lắm, nó né. Cân là nhìn cân bằng nhau, nhưng mà nhìn một con nó to hơn hẳn. Kể cả con Bắc Hà này cũng thế này, đang bảo mấy con Bắc Hà này, mấy con Bắc Hà được hôm trước mà cân 6 cân rưỡi nào, hôm nay là chắc chắn 7 cân rồi. Phải thể nghĩ. Tầm này thì từ nặng rưỡi đến 2 nặng. Thấp nhất phải đứng lại. Còn con cái thì cái con quài kia là hôm trước là con Bắc Hà quài kia là cân đúng 5 cân đúng không? Con quài đực đúng 5 cân. Thì hôm nay nó cũng phải rơi vào gần 6 cân rồi. Đấy. Con rốt cái với này con Bác Hà đực quài này, con rốt cái bé với con Bác Hà đực quài nó bằng nhau, nhìn trông nó chênh lệch, nhìn trông to hẳn nhau. Chán chơi cái này. Mùa này thì còn chơi được lâu, cái mùa lắm. Không, kia không phải là con cái quài, kia là con cái to nhưng không phải con cái quài, là nhìn nó to thế. Con cái quài đây cơ. Đó, bây giờ gọi thì bắt đầu là chúng nó tập trung đấy, bởi vì là bây giờ chúng nó tỉnh ngủ rồi anh ạ.
Lúc nãy là chúng nó còn đang ngay ngủ, gọi không bảo sao cả. Bây giờ là tỉnh ngủ rồi. Sau khi chơi một tí thì tỉnh ngủ rồi. Cá Bắc Hà, cá Rốt à, xem có một trận chiến này, xem nó như thế nào. Có chiến không? Cho cho mày chiến luôn đi chứ. Cho con này, cho mày thích chiến thì cho mày chiến. Chả vấn đề gì cả. Đấy. Dám đè Rốt à. Đè Rốt, con cái Rốt này nó ra nó định đè lại, gạ lại ngay. Con Rốt này là ít khi nó chơi với nhau, ít khi nó theo kiểu là nó đau, nó chịu thua lắm nhanh nhá. Ít lắm. Mà nếu mà nó có, giả sử là mà nó có bị theo kiểu cắn trộm, cắn chân sau ấy, mà nó bị đau thì nó kêu. Nhưng mà nhả nó ra, nó chạy ra cái là nó quay lại, nó táng lại ngay. Chứ nó không bỏ đâu, nó không theo kiểu là chạy trốn. Kiểu của các bọn Rốt này nó sẽ... Ui trời. Đó, đây là con 8 con cho con tất cả mà nhìn trông nó nhiều. Đấy, tại lý do tại sao mà nhiều người cứ thắc mắc là tại sao mà mình nuôi cọc, mình không nuôi cọc đen. Bởi vì mình nuôi Rốt này nó đã là màu đen rồi, đen vàng nhưng mà nhìn nó là màu đen rồi. Nhà nhiều đen lắm rồi, mấy chục con đen cơ. Cho nên là không có nuôi cọc đen nữa, mà cọc chỉ mình chỉ nuôi cọc vàng với cọc vẹn thôi. Đó. À, tất cả bọn chó con này là mình nuôi, mình trại là chưa có xích bao giờ cả. Thành ra là mọi người về, mọi người muốn đeo xích cho chúng nó là mọi người sẽ phải đeo cho chúng nó làm quen dần đó. Con chó ban đầu nó đeo xích là nó sẽ phản ứng, nó sẽ không thích đeo đâu. Vài lần đeo thì nó sẽ quen. Nhìn có hai con cái này thì nó lại to, hai con cái nó cùng to, một con cái gớt mắt. Đây là để cho mọi người nhìn, đây là một con, đây là con cái Bắc Hà đây này, đó lăng xăng nó này, hai con cái coi như nó bằng nhau, cân nặng nó không có chênh bao nhiêu cả. Đây, hai con cái đứng cạnh nhau này. Nó lại chuồn mỗi con một chỗ rồi. Đó, hai con cái to. Đây là con đực. Đực này. Đực. Bác Hà đuôi nó, khi mà nó nô nghịch là nó cong đuôi lên trên lưng. Khi mà nó phấn khích cái gì đó, nó cong đuôi lên trên lưng.